Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem cân nhắc, đơn hàng đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là cái led kim cương nhá. Đấy, led kim cương thì bên shop có hai mẫu. Một là màu vàng, hai là 7 màu. Đó thì các bác lên cho em là led kim cương. Đấy thì con này nó sẽ là màu vàng này các bác này, màu vàng. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Hàng về theo lô cho nên là các bác cũng thông cảm. Bỏ cái biển. Hàng về theo lô cho nên là nó sẽ có cho các bác là tùy theo cái hàng về các bác nhá. Con này nó sẽ có một cái cục nguồn điều khiển ở đây này. Đấy, các bác có thể điều khiển này. Nháy nhanh, nháy chậm hoặc là nháy theo giải này. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét. Đấy, từ 30 đến 50 mét nó không chính xác là bao nhiêu nhưng mà thấp nhất là các bác sẽ có là 30 mét các bác nhá. Thấp nhất là 30 mét. Đó, đây các bác này. Đó, nháy đảo màu này. Đấy, nhanh chậm này. Ngoài màu vàng thì nó sẽ có cho các bác là 7 màu. Đây, con này nó sẽ là hàng 7 màu này. Đó, cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác muốn lấy màu vàng thì lấy, mà lấy 7 màu thì lấy các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nháy như này các bác này. Rất tuyệt vời các bạn. Đó. Và của nó thì nó sẽ là cái hình viên kim cương như này nhá, hình viên kim cương như này. Đó. Thì bên shop lên nó sẽ là led kim cương thì có hai màu. Hai màu, một là 7 màu, hai là nguyên màu vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái bộ led như này, chiều dài từ 30 đến 50 mét và giá sẽ là 80k. Lên cho em là led kim cương nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là led kim cương. Led kim cương giá sẽ là 80k. Led kim cương nhá. Đấy, led kim cương 80k cho một cuộn. Giá thì nó sẽ bao gồm cho là một là led vàng, hai là led 7 màu nhá. Hai là led 7 màu. Đó, thì đều là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Qua lên cho em là mũi khoan đỏ. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái hộp như này, bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Mũi nhỏ nhất của nó thì sẽ là từ 4 đến 12, to thì nó sẽ là 4 đến 20 và to nhất thì sẽ là từ 4 đến 32 nhá, từ 4 đến 32. Và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi tazogen đấy nhá, 3 mũi vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ này. Đó. Hộp mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu nhá. 5 mũi khoan tháp, một cây lấy dấu. Kích thước của nó nhỏ nhất sẽ là từ 4 đến 12 này, 4-20 rồi 6-20, nói chung là đầy đủ như này. Tất cả của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác một cái cây lấy dấu như này, kèm một cây lấy dấu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Con này của nó thì khi mà các bác, đấy, các bác dập này là nó sẽ ra dấu này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này là sẽ ra dấu này. Đó. Và con lấy dấu này thì bên em có bán rời nhá. Bán rời thì giá của nó sẽ là 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Còn cái bộ mũi khoan tháp này thì các bác lên cho em là hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp nhôm. Hộp mũi khoan tháp nhôm giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm này. Hộp mũi khoan tháp này, đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm nhá. Khoan tháp, hộp này đựng trong hộp nhôm nên em gọi là hộp mũi khoan tháp nhôm. Giá sẽ là 180k nhá, 180k. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Đấy, đây. Unica Japan, giá sẽ là 180k trong hộp như này. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ cái cây lấy dấu này đây. Đấy, cây lấy dấu này bán lẻ bên ngoài thì giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá. 40.000 một cây. Thấy các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần dập này là nó sẽ có dấu này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện các bác nhá. Để các bác lấy dấu để mình đo mực thước rồi mình sử dụng rất là tiện. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng này. Hộp 5 mũi khoan đa năng 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, nó sẽ có cho các bác là một hộp này là 5 mũi. Giá sẽ là 110.000 nhé. 110.000 cho một hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhé. Hộp 5 mũi khoan đa năng, giá sẽ là 110k. Đấy, nó sẽ là hình mũi khế như này và khoan được hết tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng, giá của nó sẽ là 5 mũi đa năng đen này. Đó, giá của nó sẽ là 100
10k nhá, 110k. Đó, hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp nha, thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm, đó là cái hộp dắt dao đũa nhá. Đấy, hộp dao đũa, các bác lên tiền là hộp dao đũa. Một cái hộp dao đũa như này thì giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ mình nhỉ? 160.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là dắt được cả dao cả đũa luôn, nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, thì về nhà các bác sử dụng nó cũng rất là tiện. Đây, bên ngoài của nó thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nhá. Đấy, bên ngoài inox, bên trong bằng nhựa. Đây, đúng như trên hình như này luôn, các bác có thể dùng để mình dắt được là 4 con dao, một cái kéo và một cái liếc. Đây, 1, 2, 3, 4 con dao này, một kéo, một liếc này, và cái hộp này để đựng đũa này. Thì các bác có thể để trên bàn bếp này, hoặc là để trên bàn ăn, nó cũng rất là tiện. Đấy, thì có cái phần này để các bác đựng nước ở đây rồi, đựng nước ở đây nhá. Đó, thì các bác có thể tháo ra để mình đổ nước ra, nó rất là tiện luôn. Đấy, bên ngoài thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nguyên sinh, rất là dày, rất chắc chắn. Chiều cao của nó là 20, chiều rộng là 20 nhá. Đấy, chiều cao 20, chiều ngang 20. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên cho em là hộp dao đũa nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp dao đũa này. Đó, hộp dao đũa giá của nó sẽ là 160 cành, 160k cho con hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia, các bác lên mã giúp cho em, đó là kia tất hộp nhá, tất hộp 5. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng tất của thương hiệu Nike, co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp tất 5. Hộp tất 5 thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá. Hộp tất 5 này. Hộp tất 5 có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì đều là 80k nhá. 80k trong hộp tất 5 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái massage 3D nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng massage để các bác có thể massage cổ, vai, gáy rồi ngực, cằm. Đấy, để giúp cho các bác là thư giãn, thứ hai là chống chảy xệ cực kỳ là tốt các bác nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là dòng massage 3D bằng tay, các bác dùng bằng tay để mình massage thôi, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ massage cho các bác này, cổ, vai, gáy rồi ngực rồi cằm rồi các cái bắp tay, rất là ok. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k, lên cho em là massage 3D nhá. Đấy. Massage 3D bằng tay, giá sẽ là 50k một chiếc như này nhá, 50.000 cho một con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, phao nước. Qua lên cho là phao nước, thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một phao nước kia còn chưa mở lên. Một cái phao như này này. Đấy, một cái phao như này, kèm cho các bác là một cái đầu vòi để các bác điều hướng nước này, và một cái cao su non như này nhá. Đấy, và các bác chỉ cần là cho vào cái nguồn nước nhà mình là nó sẽ tự hãm cho các bác luôn, tự hãm luôn các nhá. Đấy, thì khi mà nước nó đầy là nó sẽ tự ngắt. Đấy, nước cứ ngập trên phao một phân là nó sẽ tự ngắt thôi. Lên cho em là phao nước nhá, phao nước giá sẽ là 70k nhá, 70.000 cho một con phao nước như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, mình chỉ cần lắp vào như này thôi, nước nó sẽ ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt, rất là đơn giản. Thì các bác có thể sử dụng để ứng dụng trực tiếp trong chuồng gà này, rồi bể nước này, rồi là tét nước này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc là mình có thể sử dụng trực tiếp ở trong cái nguồn, ví dụ như là những cái xô chậu mà mình cần múc nước liên tục, thì các bác cứ múc là nó sẽ chảy, múc sẽ chảy, và khi ngập thì nó sẽ tự ngắt nhá, rất đơn giản thôi. Giá thì chỉ có 70.000 và ứng dụng thì rất là cao, bằng nhựa bền đẹp chắc chắn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ổ vàng nhá, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy, ổ điện vàng như này, một con ổ điện vàng như này giá sẽ là 45.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao su. Đấy, chịu chống va đập tốt, 16A 250V, chống va đập cực kỳ là tốt các bác này. Đấy, các bác theo đây. Đấy, đập phá thoải mái luôn, không bao giờ bị hỏng nhá. Về nhà các bác xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình đấu nguồn điện vào để mình cấp điện cho nó. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45k nhá, 45 cành cho một con ổ điện vàng như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu 5 chân này, và ba đầu là hai chân tròn dẹt cắm được cả nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 45k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đốc sạc kèm pin này. Đấy, nó sẽ là một con đốc sạc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá, giá sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, thì con này nó chỉ sử dụng cho pin đồng hồ thôi. Đấy, pin này nó sẽ là một cái dòng pin đồng hồ này, và cái pin chuyên dụng này của nó thì ví dùng để sạc được, chứ các bác mua cái pin con thỏ về không sạc đâu. Bác lưu ý chưa? Đấy, lắp vào như này, sau đó thì sạc này.
Đấy. Con này thì các bác vừa dùng cho pin đồng hồ này, vừa dùng cho mic karaoke được luôn. Nếu mic karaoke dùng pin đồng hồ là dùng con này. Giá sẽ là 65k nhá. Lên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đốc sạc này, đó. Pin đồng hồ. Pin đồng hồ giá của nó sẽ là 65k. Đấy, 65.000 cho một bộ như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin, bên em không bán lẻ nhá. Các bác muốn mua thêm pin thì mua cả đốc này luôn. Tóm lại là mua trọn bộ như này thì mới có sản phẩm, còn lại là các bác mua rời pin thì bên em không có bán, tại vì là nhà sản xuất người ta bán liền, cho nên là chỉ có hàng liền thôi. Đốc sạc kèm pin giá của nó sẽ là 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm, đó là cái ví màu hồng nhá. Lấy cho anh cái ví xanh đi. Đấy, các bác lên cho em là ví hồng, một bộ ví hồng này của nó giá sẽ là 60.000. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng khóe này, một cái bấm khóe, một cái bấm thường và một cái bấm to. Và chọn bộ bao gồm là lấy dái tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là khêu rằm cái riếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Lên cho em là ví hồng giá sẽ là 60k. Đó, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì các bác lên cho em là ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. Đó. Ví hồng giá sẽ là 60k. 60k cho một bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái ví xanh nhá. Con ví hồng này là 60.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví xanh này. Các bác lên cho là ví xanh, con này là sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn, đầy đủ các cái chi tiết hơn, và nó cũng đựng trong một cái bao như này. Đấy, xịn sò hơn các bác này. Đó, đây. Đấy, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có cả cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe, một cái bấm to này. Có cho các bác là nạo gót chân này, lấy dái tai này, nặn mụn rồi, nói chung là vệ sinh móng miếc đều ok hết. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ này thôi. 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Đấy, cái ví xanh này thì giá sẽ là 100k. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh này. Đó, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k. 100k tròn cho cái em ví xanh như này. Về nhà các bác sử dụng rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 50.000. 50.000 cho một con cân 5 như này. Con này thì nó có chức năng trừ đì luôn, thì nó rất là tiện, các bác chỉ cần trừ đì đi là xong. Đó. Các bác muốn cân làm trong nhà bếp thì mình cân, sau đó thì mình trừ đì đi là xong. Đó, và con này thì lô này về nó sẽ không có pin đâu nhá. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin thôi. Tự mua pin, pin con thỏ nhỏ đây. Đấy, lắp cho em hai cái pin con thỏ nhỏ vào là để các bác sử dụng này. Và tính năng trừ đì thì rất là đơn giản. Đấy, các bác cân lên, sau đó thì các bác nhấn cho em cái nút nguồn này là trừ bì này. Đấy, nó sẽ về không để mình cân tiếp. Giá thì sẽ là 50k. 50k cho một cái 50k cho một cái cân 5 như này. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Đó. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc cân 5 như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem kỹ đi, đơn từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đài FM nhé. Ở đây thì nó có cái lẫy để các bác nhả ra để các bác kéo xuống cho cái đồng hồ nó chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Và khi các bác bật thì các bác cái nút này vừa là nút nguồn, vừa là nút âm lượng luôn. Đó, và các bác bắt đầu là để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình kéo anten lên này. Đấy, đây nó sẽ có cái anten này. Các bác kéo cái anten này lên, sau đó thì mình bắt đầu mình dò để mình bắt sóng nhá. Đó. Đây. Cảm nên sau khi ăn, nhất là ăn thức ăn lạ, nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường và giảm chậm. Điều này khiến thời gian di chuyển của các chất thải trong lòng ruột ngắn lại, khó thành khuôn, lỏng và sống. Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất, nên dễ hiểu vì sao đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng. Tuy nhiên, cũng có những người bị ngay sau các bữa ăn, bất kể là ở thời điểm nào trong ngày. Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch cũng khuyên người bị hội chứng ruột kích thích. Đấy, các bác nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đấy, tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác. Rất là xịn sò luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao sim tận nhà luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, bật lên dò đài dò điếc đủ cho em. Đấy. Đây, bên ngoài thì ốp gỗ rất là đẹp này. Đấy, bên trong thì mặt rất là đẹp luôn này. Ở đây thì
nó sẽ sử dụng quả pin 18650 có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Đấy, dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có sẵn pin rồi cho nên về nhà các bác đừng có lắp thêm những cái loại pin khác vào, nó không hiệu quả thì nó mất công nhá. Và có cái lẫy này để các bác dò đài FM nhá, chỉnh đồng hồ nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đài FM, giá sẽ là 260.000. Các bác chỉ cần bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình dò sóng là xong. Rất tiện ích các bác nhá. Con này thì vừa là dò sóng vừa là, ngoài ra thì các bác có tính năng là MP3 nhá. Các bác có thể dò Bluetooth để nghe nhạc rất là hay luôn, âm thanh trong trẻo, ấm tiếng rất là hay nhá. Đấy, các bác có thể dò MP3 được thì cái này về nhà các bác tự mày mò thôi. Còn em bán thì chủ yếu em giới thiệu cái chức năng đài FM thôi nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em là đài FM này. Đó. Đài FM giá sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Đây nó sẽ là một cái con khoan rất là tiện dụng để các bác vừa khoan vừa bắt vít vừa sử dụng đa di năng được luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này các bác này. Đấy, thân máy như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng luôn. Đầu tiên là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít này. Đấy, to nhỏ lớn bé rồi lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Tiếp theo là có cho các bác là các cái đầu vít như này nhá. Các đầu vít này. Đấy, các đầu vít này các bác sử dụng này, lấy lắp cái đầu vít này vào đây để mình sử dụng này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn các nhá. Ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng là xoay đấy, đang hình khẩu súng như này, đang hình khẩu súng này các bác có thể nhấp vào cái nút này, nhấp nút đỏ này và xoay thẳng cho em. Đấy. Xoay thẳng cho em như này thì nó lại thẳng như này các bác này. Rất là tiện luôn. Đó. Rất là khỏe nhá. Ở đây thì kèm cho các bác là một cái tay nối ngoắt nghéo này. Đấy, và có khẩu từ 5 đến 12 này, từ 5 12 và các cái đầu mũi khoan nữa. Có cả các cái đầu mũi khoan này nữa, rất là tiện này. Đấy. Các bác có thể lắp vào để mình khoan gỗ, khoan kiếc linh tinh cũng rất là ngon này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây là cái đầu này là cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí ốc khó này. Đấy, các cái ốc khó các bác đưa vào đây để xoáy này. Rất đẹp và rất tiện ích luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Và nó có thể là cho hình thẳng này để các bác sử dụng này là mình làm vít này, có đèn luôn. Đấy, hoặc các bác có thể xoay như này theo cái hình khẩu súng này, có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn. Nói chung là con này thì khá là tiện ích và rất là nhiều các cái đầu vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, có tới là 30 cái đầu vít phụ này. Đấy, đây, chọn bộ combo cho các bác như này. Giá chỉ có 180.000 thôi, kèm cho các bác một cáp sạc luôn. Đó, 180k. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180k. 180k cho con khoan mini như này. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000 thôi. Cũng kèm cho các bác một cáp sạc và hai đầu vít như này. Hai đầu vít này các bác này, một dẹt một tròn. Đấy, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì nó chỉ có chức năng là vặn ra vặn vào thôi. Con kia thì nhiều chức năng hơn. Còn con này thì cũng rất là khỏe các bác. Đấy. Sử dụng pin nhá. Con này thì các bác chuyên làm về vít thì dùng con này rất là ok. Đó, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em máy vít như này, rất là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là hai đầu, một đầu ba khe và một đầu dẹt như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng. Giá thì chỉ có 130 cành cho một con máy vít như này thôi. Con này thì lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k nhá. Về nhà các bác có thể sửa chữa là toàn. Cũng rất là ok và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái nấm móng chân tay các bác nhá. Lên cho em là nấm móng chân tay, giá của nó sẽ là đấy, cái chữ ấy. Nấm móng chân tay giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Đấy. Lên cho em là nấm móng chân tay này, đấy. Nấm móng chân tay nhá. Đấy. Chân tay giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một típ như này. Đấy. Một típ như này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái dòng chuyên trị nấm móng chân tay siêu tốt luôn. Đó. Thì đây, đấy thì các bác bị đau móng chân, kẽ móng chân, móng tay bị nấm này, bị chảy xước hoặc là bị gọi là bị xước sát đấy, hoặc các bác bị gọi là lâu năm không khỏi thì dùng cái này cho em. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lọ thuốc như này, kèm thêm cho bác là các cái miếng dán và tăm bông để các bác điều trị cho em. Con này thì các bác cứ dùng cho em một liệu trình khoảng từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi dứt điểm luôn các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm móng tay móng chân con này dùng rất là đã luôn, em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách dùng nhá. Đó, chuyên bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, đó là cái miếng dán giải cứu nhá. Giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm là 12 miếng. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng miếng như này. Đấy, một cái dòng miếng như này và các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy, dùng rất tiện ích luôn.
các bác có thể bóc ra này, bóc ra sau đó thì mình dán vào các cái phần nào các bác bị đau mỏi nhức thì các bác dán vào cho em. Đó, rất là nóng luôn nhá, dán vào thì nó rất là nóng luôn. Và dùng thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một bịch như này thôi. 25.000 một hộp bao gồm là 12 miếng nhá. 25.000 một hộp 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điện thoại 2 sim này. Đấy, cầm cho anh cả cái một sim đi nhá. Đấy, điện thoại 2 sim thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho một cái điện thoại như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con điện thoại 2 sim này. Đấy, hàng thương hiệu Nokia. Về nhà các bác lắp pin vào chị em. Có pin có đốc sạc như này nhá. Có pin có đế sạc như này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 230.000, 230.000 cho một con 2 sim như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng một sim đây. Con này một sim thì giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy. Con này thì sẽ là một sim này. Đấy, cũng đầy đủ điện thoại rồi pin rồi cáp sạc cho các bác luôn nhá. Điện thoại pin cáp sạc đầy đủ. Hàng mới tinh cho các bác luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con này thôi. 150.000 các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150k cho con này. Sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một pin và một củ sạc nhá. 150.000 cho con một sim. Đấy, tiếng nghe rõ đàm thoại rất là hay luôn và rõ tiếng nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại một sim, giá sẽ là 150k. Đó, điện thoại một sim này. 150k. Đó. Hai sim này. Hai sim thì giá sẽ là 230k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái điện thoại 4 sim. Cầm nhanh cái 4 sim nha. Đó. Hết rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia giấy ăn nhá. Thì bên shop bán combo là một thùng này của nó là 20 gói. Thùng 20 gói là 140. Còn các bác mua lẻ là 10 gói thì sẽ là 80.000. Và mua lẻ nữa thì bên em bán từ 2 bịch trở lên nhá. 2 bịch thì giá của nó sẽ là 20.000, 10.000 một bịch như này và bán từ 2 bịch trở lên đây. Giấy của nó thì siêu dai luôn. Đấy, rất là dai các bác này. Đấy, các bác nghe không? Giật tanh tách luôn. Các bác dùng thì rất là tiện ích nhá. Về mình có thể sử dụng để mình làm giấy ăn này, rồi lau tay này, rồi vệ sinh đều được hết. Giá thì sẽ là một thùng như này nhá. Một thùng này của nó là 20 gói này. Thùng 20 gói. Giá sẽ là 140k nhá. 140k trên một bịch này. Một thùng này là 20 gói này. 20 gói nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 2 gói là 20.000. Em bán từ 2 gói trở lên bằng 20k. Đấy, còn mua 10 gói thì là sẽ là bằng 80.000 thôi. 80.000 cho 10 gói như này. Đấy. Đây, nó sẽ là 10 gói như này nhá. 80.000 cho 10 gói này. Còn mua 20 gói thì chỉ có 140, tính là vào có 7.000 một gói như này thôi. 7.000 một gói này thôi nhá. Đó, 7.000 một gói. Còn mua lẻ thì mua chấp nhận là 10.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì cái led nháy 5m đây các bác này. Đấy, Linh ơi, bật cho anh cái đèn này. Led nháy 5m nhá. Đó, led nháy 5m như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 80k cho cái led nháy 5m này thôi. Con này có thể dán vào tường nhá. 80k một chiếc. Đấy, đây. Đây em đã cắm thử cho các bác xem này. Đấy, nháy nhiếc nhiều màu rất là đẹp luôn. Về nhà các bác có thể dán vào tường và có cho các bác là cục nguồn này, có sẵn cục nguồn luôn và điều khiển từ xa để các bác có thể điều chỉnh rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cái bộ led pháo hoa này. Led pháo hoa này thì sẽ là 180.000 này. Đấy, còn xa hơn nữa là cái bộ led ngọc này. Led ngọc đây. Led ngọc thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Led ngọc thì là 90.000, còn cái led 5m này là 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto các bác nhá. Lên mã giúp cho em là Eto. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. 180k các bác nhá. Đây là con Eto của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asahi này. Asahi tem nhôm hẳn hoi nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có mã sản phẩm thứ đàng hoàng, hàng mới tinh. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng đây. Đấy, nó sẽ là dòng Eto kẹp như này, siêu tiện ích luôn. Con này thì giá sẽ là 180k. Đó. Độ mở của nó thì được khoảng 5cm và cái phần kẹp này là 6cm. Thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc là sử dụng để mình làm thợ làm nghề rất là tiện ích. Đấy, chất liệu của nó bằng thép, cực kỳ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đấy, lên cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, lên cho em là Eto này. Eto 180 cành cho con Eto như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá. Đây, thùng gạo đây. Đấy, một cái thùng đựng gạo như này đựng được 10 cân nhá. Và rất là tiện ích luôn, sạch sẽ, chống ruồi muỗi kiến gián đều được hết nhá. 180.000 đây. Về nhà các bác đổ gạo vào đây chưa? Đổ gạo vào đây nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ô như này. Cái ô như này thì cái này vừa dùng để đong gạo và vừa để vo gạo được luôn nhá. Vừa để vo gạo vào được luôn. Đây nó sẽ có dập cái lỗ này thì cái bác rót nước là nó sẽ chảy ở cái lỗ này, rất là tiện này. Đấy, và đây thì khi các bác dùng thì mình sẽ nhấn nha.
nhấn như này là gạo nó sẽ chảy xuống cái âu nhá. Đấy, rất tiện ích, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đựng được một yến gạo. Bây giờ thì các bác cũng không ăn gạo nhiều cho nên là cứ mua một yến một thôi. Mình sử dụng hết thì mình lại đong cho nó tiện ích nhá. Đó, một yến gạo đổ vào đây là vừa. Và các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ chảy này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. À xin các bác là đũa sứ nhá. Đấy. Thì một hộp này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa thì chất liệu của nó là bằng sứ. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Chất liệu sành sứ thì là một trong những cái chất liệu cực kỳ là an toàn với thực phẩm luôn. Đấy, rất đẹp các bác này. Bền đẹp, chắc chắn và rất là sạch sẽ nhá. Kích thước vừa phải sử dụng vừa hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đó, và giá thì rất hợp lý thôi. Bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? Bao nhiêu? Giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này nhá. Một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60.000. Đấy, trước em đang bán 80.000 đợt này về cho bác còn 60.000 cho một hộp đũa sứ như này thôi. Rất đẹp các bạn, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, sang trọng. Đấy, và ưu điểm của con này là sạch, nhanh khô. Các bác ăn bát bằng sứ thì các bác biết rồi. Đó, và đũa bằng sứ nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Bói cái biển đi tươi. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ xanh này. Đấy, lên cho em là ổ xanh hay là ổ điện xanh cũng được. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Đó, 55.000 cho một chiếc ổ điện như này. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây. Thì con này nó sẽ có công tắc luôn nhá. Có công tắc đóng ngắt và có đèn báo này. Đấy, tắt đi này các bạn này. Đấy, tắt đi. Thì một lúc đèn nó sẽ mất này. Đấy, tắt đi đèn mất này. Bật lên thì nó sẽ là đèn màu đỏ như này. Con này thì sẽ là ổ cắm kèm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm 3 ổ USB nhá. 6 ổ cắm 3 ổ USB. Giá thì chỉ có 55.000 thôi. Dây dài khoảng 1 mét, có công tắc đóng ngắt, có công tắc đóng ngắt. Điện của nó là sẽ là 10A và lên tới là 250V được, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Hàng thì khá là chắc chắn. Và rất là nhiều các loại chân, ổ cắm các thứ khác nhau luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sạc gầy, sạc béo nhá. Đấy, thì sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Đầu tiên thì em lên cho bác cái sạc béo này. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là cả đèn báo luôn nhá, cả đèn báo luôn. Đấy, khi các bác cắm điện vào thì ở đầu nó sẽ có đèn báo này, thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đó, có đèn báo đây. Các bác thấy không? Đây, đèn báo rất là sáng luôn nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình cắm sạc của Samsung, Oppo hoặc là iPhone đều được hết nhá. Đấy, nó sử dụng là 3 chân liền cho nên là các bác dùng thoải mái. Và con này của nó thì gọi là nó là một cái dòng cao su và rất là cứng cáp luôn, rất là dày dẫn nhá. Đấy, rất là dày dẫn to và dây thì của nó rất chắc chắn và dây siêu mềm luôn, dây siêu mềm. Thì các bác dùng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc béo như này nhá. Có lên theo là sạc béo này. Dây dài khoảng từ 80 đến 1 mét nhá, từ 80cm đến 1 mét. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con sạc béo như này. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000. Đó. Sạc béo này. Giá sẽ là 50.000. Tiếp tục thì bên shop về cho các bác cái mã sạc gầy nhá. Con này thì nó sẽ là dây dù cũng có 3 đầu như vậy, có 3 đầu như vậy và nó sẽ là thuộc dạng dây dù. Đấy, dây dù và chống rối rất là tốt luôn nhá, dây dù chống rối. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái sạc gầy như này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, con này là sạc béo này 50.000 này, con này là sạc gầy này 30.000. Chiều dài của nó thì cũng tương đương nhau thôi. Đấy, cũng tương đương nhau được các bác nhá. Đó. Chiều dài thì đều là tương đương nhau, hai cái dài bằng nhau, từ khoảng từ 80 đến 1 mét nhá. Từ 80 đến 1 mét, hàng về theo lô. Lên cho em là sạc gầy nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc gầy. Giá của nó sẽ là sạc gầy, giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một em sạc gầy như này, 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy một túi như này. Đấy, sẽ rất là nhiều các cái dòng viên như này và khi mà con chuột nó ăn vào thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá. Đấy, viên màu hồng rất là thu hút chuột luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn quốc luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột này. Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. Đấy, con này thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan. Và một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn là chết cả đàn luôn. Rất tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái con dao dao 1 cân nhá. Các bác lên cho em là dao 1 cân. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu
Murato, Murato made in Japan các bạn này. Đấy, Murato made in Japan này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác có thể dùng để mình chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá, chặt thực phẩm, thức ăn đều được hết nhá. Lên cho em là dao chặt 1 cân. Đây, cán của nó này. Đấy, cả con dao thép liền như này và có ốp 3 đinh thép này. Đấy, cán gỗ ốp 3 đinh thép. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ chắc chắn luôn. Và thép của nó là thép không gỉ nhá, đánh nhám chống dính này. Đấy, thép không gỉ đánh nhám chống dính. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Dao chặt 1 kg này, giá sẽ là 230k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì về shop về chúng bác là sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Lên mã giúp cho là đèn học chống cận. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con đèn học chống cận này thôi. Con này thì nó sẽ có cả cái phần hộp bút ở đây luôn này. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái này vào đây này. Đấy, lắp cái này vào đây thì nó sẽ là cái hộp bút cho các bác này. Đấy, lắp xong đẩy xuống như này nó sẽ là một cái hộp bút rất là đẹp và có thể điều chỉnh này. Và đây thì nó sẽ có cái cảm biến nhá. Và đèn rất là sáng luôn. Đấy. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là 10W này. Đấy. 10W này các bác nhá. Đó 10W. Đây. Đấy, 10W. Đây và rất là sáng luôn các bác nhá. Có sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả khay đựng bút luôn. Đấy và có pin sạc nhá. À có kèm dây sạc nhá. Về nhà mà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn học này. Đó. Đèn học giá của nó sẽ là 100k trong con đèn học như này. 100.000 thôi các bác nhá. Chỉ có 100.000 trong con đèn học này thôi. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Các bác lên cho em là máy vắt cam. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình chuyên để vắt cam các bác. Đấy, chuyên để vắt cam thì đây nó sẽ là một con máy như này các bác này. Đấy. Thì em cũng có rất là nhiều các cái video đã giới thiệu cũng như là test vắt thử cho các bác xem rồi, rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Công suất của nó sẽ là đây, 220 đến 240V 50Hz nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng cũng xuất đi rất là nhiều nước nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp vào điện 220 các bác nhá. Và rất là tiện dụng luôn. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần nhấp này thôi. Đấy, nhấp này nó sẽ xoay này. Đấy. Đấy, có thấy không? Đây. Nhấp này nó sẽ xoay là nó sẽ vắt quả cam các bác nhá. Đấy, và nó có chế độ đảo chiều luôn, có chế độ đảo chiều luôn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con máy vắt cam như này. Giá chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam rất là hiện đại như này các bác nhá. Đấy. 190k thôi các bạn, rất rất hiện đại và hữu ích khi mà các bác sử dụng để mình vắt nước cam, mình sử dụng lấy nước uống rất là tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá sẽ là 190k. Đó. Máy vắt cam cầm cho anh kia vắt bằng tay đây. Máy vắt cam này, giá của nó sẽ là 190k cho con máy vắt cam như này nhá. 190.000. Cầm những cái vắt bằng tay, 190k nhá. 190k cho một con máy vắt cam như này. Ngoài ra thì bên shop có cái vắt bằng tay này. Đấy. Thì nếu các bác không thích dùng máy nó phức tạp thì dùng bằng tay này cho em. Nó cũng rất là tiện ích. Các bác dùng bằng tay thì con này giá của nó sẽ là 50.000. Hàng bằng inox 304. Các bác chỉ cần là đưa vào là mình vắt bằng tay này thôi. Và ở đây thì nó sẽ chắt ra nước và các bác nó sẽ lọc bã trên này và nước thì chắt xuống đây và các bác đổ ra cốc mình uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay. Giá thì sẽ là 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Đấy, cũng rất là tiện ích luôn. Hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k nhá. 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Các bác lên cho em là robot hút bụi. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đấy. Nó sẽ là một con robot như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Kèm một cái cáp sạc như này. Đấy. Đây nhá, em tháo ra là bên trong là sạch sẽ trắng tinh luôn nhá. Sạch sẽ trắng tinh, không có một hạt bụi nào luôn. Đó. Bây giờ em sẽ chạy thử cho bác xem nhá. Chạy thử cho bác xem. Thì về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này và tháo cái chân điều hướng này ra. Sau đó thì mình cho chạy thử luôn. Đây, em cho chạy luôn các bác nhá. Đấy. Máy đã chạy các bác này. Đấy. Các bác xem nó đã hút bụi cho các bác xem nhá. Đó, chỉ cần là 30 giây thôi là nó sẽ hút đầy bụi vào đâu. Đó. Đấy, rồi ok nhá, em dừng luôn nhá. Dừng luôn cho các bác xem luôn. Đấy, chưa đến 30 giây nhá, nó chỉ tầm khoảng là
15 17 giây thôi. Đấy, đây các bác này, đây. Mở ra cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, khi em đưa cho các bác xem là trắng tinh 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 nhá. Và mở ra này. Đấy. Mới có một tí thôi mà nó đã hút đầy bụi như này rồi các bác này. Đấy, các bác thấy không? Sợ chưa? Tức là trong trong những cái nền nhà nhà mình là rất là nhiều các cái dòng bụi mịn nhá, bụi mịn. Đó thì con này các bác dùng để hút bụi rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con máy hút bụi như này thôi. Giá cực kỳ sốc cho các bác luôn nhá, giá rất sốc cho các bác luôn. Đó, và có kèm cho các bác là dây sạc này và một số các phụ kiện để các bác sử dụng thêm nữa, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 120k cho một con robot hút bụi như này thôi, rất tiện nhá. 120.000 một con. Các bác có thể mua về để mình sử dụng lau hút bụi ở trong nhà cũng như là để trải nghiệm rất là ok. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá. Đấy. Robot hút bụi, giá sẽ là robot này. Robot hút bụi, giá sẽ là lên cho em là robot lau nhà đi cho nó khỏi nhầm với lại cái máy hút bụi. Robot lau nhà nhá. Đấy. Các bác lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Lau nhà giá của nó sẽ là 120k một em nhá. 120.000 cho một em như này thôi. Đấy, rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng
lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt như này, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Cúc Cù của Hàn Quốc nhá, sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cù này thì không có khay hấp nhá. Và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cù nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cù, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cù, lên cho em là nồi Cúc Cù nhá. Nồi Cúc Cù này, nồi Cúc Cù giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cù. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi, thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây, qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc Cù này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bộ thìa của Đức nhé. Các bác lên cho em là bộ thìa Đức. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Thìa hàng của Đức cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là sạch đẹp. Hàng của thương hiệu Willing của Đức cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp thìa Đức như này, giá của nó sẽ là 50 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thìa Đức nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó, thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60k. 60k cho 5 chiếc. Đấy, 60k cho 5 chiếc, tức là các bác mua vào chỉ có hơn 10.000 cho một chiếc thìa như này thôi. Hàng của thương hiệu Willing của Đức, inox sáng bóng 304, đẹp, bền bỉ chắc chắn. Đấy, khuôn sinh vừa với tay sử dụng của người Việt Nam mình nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox thì một bộ này, lấy cho anh cả cái vỉ đũa Nhật, đũa Hàn này, thì nó sẽ là một cái dòng đũa inox nhá. Đũa inox, hàng này của nó sẽ là inox 304 nhá. Inox 304, một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, giá sẽ là 55.000. đây, su 304 này, hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá, cực kỳ sáng bóng đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Có cả 10 màu luôn. Đấy, su 304 của Đức nhá, một cái thôi không cần đâu. Đấy, su 304 của Đức đây, hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó thì bao gồm là 5 đôi, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp đũa inox nhá. Đấy, hộp đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp này. 55k trên hộp 5 đôi. Đó, 55k trên một hộp 5 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa của Nhật này. Đũa của Nhật thì bên shop có hai mẫu. Một là đũa của Nhật thường, hai là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu đều là hàng của Nhật hết. Thì đầu tiên là các bác lên cho em là đũa Nhật này, lên cho em là đũa Nhật. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá, chống nấm mốc. Giá thì sẽ là 40k trên một vỉ như này nhá. 40k trên một vỉ đũa Nhật như này, 10 đôi. Đó, 40.000. Đấy, đây, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, chống nấm mốc các thứ này. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% này. Giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ đũa Nhật như này nhá. Đấy, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đũa Nhật 7 màu đây. Đũa mặt 7 màu. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn một chút nhá. Cao cấp hơn một chút và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật 7 màu như này. Đó, cũng được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đó, và dòng này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, có hoa văn trang trí đẹp hơn và cao cấp hơn. Con này thì một vỉ này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop cũng
về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhé, 50.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 5 đôi. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 50k trên một vỉ 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi. 50k trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng thì nó sẽ là cũng là được làm từ sợi thủy tinh hết nhá. Sợi thủy tinh kháng khuẩn chống nấm mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và con này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đầu này nó sẽ có mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, rất đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc, 35.000 một vỉ 10 đôi thôi. Đấy. Giá thì rất là ưu ái cho các bác luôn. Giá rất tốt các bác nhá. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35k trên một hộp như này và 10 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái khăn như này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4 và chiều rộng là 70. Đấy, bắt đầu vào mùa đông rồi. Đấy, tắm giặt xong thì nó rất là lạnh thì các bác dùng khăn để mình lau khô, vệ sinh khô người luôn. Đấy. Và hàng cực kỳ là dày dẫn. Đấy. Chất liệu của nó là sợi bông mềm mịn. Đấy, và giá thì sẽ là một cái khăn tắm như này, mới khăn tắm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 40k cho mấy con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40.000. Kích thước của nó thì sẽ là 70 x 1m4. Đấy. Khăn tắm Hàn Quốc này, 40k trên một chiếc nhá. Kích thước của nó là 70cm nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Để các bác lên xem là đèn bão. Thì nó sẽ là một con đèn có kèm cho các bác cả một dây cáp sạc, cắm sạc trực tiếp luôn. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, và các bác có thể dùng để mình trực tiếp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có báo pin các bác này. Đấy. Khi mà nó sạc thì đèn nó sẽ có ánh sáng đỏ như này. Đấy, đỏ này. Đấy, che đi thì nó sẽ tối này. Bỏ ra nó đỏ này. Đấy, và ở đây có quạt mát cho các bác luôn nhá. Gió rất mạnh các bạn, gió rất mạnh luôn. Quạt thì rất là mát các bác nhá, quạt rất là mát nhá. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Giá chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. 100 cành cho một em đèn bão như này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đề phòng khi mất điện, hoặc là nhà có trẻ nhỏ thì dùng để làm quạt khi mà mất điện cho các em, nó rất là tiện. Hoặc đề phòng mưa gió bão bùng. Đó, lên cho em là đèn bão nhá. Đó. Đèn bão, giá sẽ là 100k một em. 100k cho em đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt, ví dụ như là các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng này, kích ứng mũi này, rồi là liên quan đến các cái bệnh về mũi. Đấy, đường hô hấp thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ dùng cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi luôn các bác này. Đấy. Thì khi xịt ra nó sẽ là dạng xương như này, rất là tốt các bác này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp vào cái xoang mũi nhà mình rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Đó. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một chai nhá. 45.000 cho một chai xịt xoang mũi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì chuyên để đo huyết áp này. Đo huyết áp các bác nhá. Đấy. Máy đo huyết áp, con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em nhá. Nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Sử dụng pin con thỏ nhỏ thì các bác lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Bác nào mà chuyên bị
cao huyết áp này, rồi nói chung là huyết áp không ổn định, thì các bác dùng cái máy này cho em để mình đo, để mình xác định được cái huyết áp của mình, để mình cân đối nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 260.000 trong con máy đo huyết áp như này thôi. Đấy, con này nếu mà các bác ra cửa hàng hoặc ra hiệu thuốc mà mua một con đúng phiên bản như này thì giá người ta bán cho các bác chỉ tầm khoảng 400-500.000. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho bác luôn lên trên là máy đo huyết áp rồi, ok. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn.
Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào, kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em, đó là loa bút dài, giá sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em, đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy. Cái
kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch nhá. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Vâng, chào các bác nhá. Đấy, chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến giấy thuyền này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng. Để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại để bất công các bác nhá. Đấy. Thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Đó, keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 sen. Bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m nhá. Vào khoảng 5 m bản 10 sen. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác Chuỗi 2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bề cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó để đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một quận như này thôi. 40.000 cho một quận nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng nano nha và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây, ví dụ đây là một cái bề mặt các bác này. Đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhé. Đây, đây, đấy, xịt lên như này. Và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhé. Lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì
rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy các bác theo. Đấy, đây, tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bác này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần. Đây các bác này. Mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trên nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, nên thằng ngay để nhận ưu đãi. Rồi lên cho em là xịt chống thấm nhá, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá, mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này rồi các bạn nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá, và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến dán hay dán hay trú ẩn các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt dán rất là tốt luôn nhá. Đấy thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả diến kiến, dán mẹ, dán con, dán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo thứ, nó sẽ là cái dạng viên như này, và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và dán con này, trứng dán này, dán tổ này, rồi là dán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp thuốc dán như này giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc dán này, lên cho em là hộp thuốc dán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến dán nhá. Đây các bác này, lọ diệt kiến dán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến dán nó trú ẩn nhá. Đấy thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn, và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10k thôi, và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến dán, giá sẽ là lọ kiến dán này. Lọ kiến dán giá sẽ là 10k một lọ nhá. 10k một lọ, và bên em bán là từ 2 lọ trở lên, không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến dán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt dán tận gốc luôn. Đấy, khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó, nó sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 trong cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60k trong con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, ở đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm, hoặc cả ngày cả đêm, và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện vào cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây. Có người đi qua thì nó sẽ tắt, và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nha, rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn. Đây là các bác này, cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét,
nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho giùm gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng đấy, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, lên mã giúp cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Các bác có thể dùng để mình đây, nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách. Các bác lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh như này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh. 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120K. Công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000 đây các bác này. Đấy, đây, em đang dùng đây này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy. Công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn. Rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng led nhá. Sáng led cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ, cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá. Tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên cho em là nắp cống đồng. Đây, nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên khối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng, nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã giúp cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Này hạ của mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu thì có khách vào nhà cũng rất khó xử vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ mách cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới không thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp gioăng cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt. Khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì làm bằng đồng thông nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ. Mình sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi, mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Cả ba có thể mua nút đặt hàng đến hôm nay, hãy có thể sớm giải quyết vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đây là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là
Điện 220V công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp không này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này, đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đấy, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình voi, thì nay bên shop lại tiếp tục về. Hàng thì nó sẽ là hàng 1 lít 2 nhá. Đấy. Hàng sẽ về theo lô. Có lô thì 1 lít 2 và có lô thì 1 lít rưỡi. Đó, lô này thì nó sẽ là hàng đây. Hàng này của nó thì là 1 lít 2 các bác nhá, 1 lít 2. Đấy. Và con này ưu điểm của nó là
sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Đây, các bác lưu ý cho em này. Đấy, ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút nhá, một cái ống hút như này, một ống hút như này. Để khi các bác dùng thì các bác lắp cái đầu ống hút này vào đây cho em này, lắp ống hút này vào đây cho em là các bác sử dụng thôi. Đó, và các bác chỉ cần là bật cái nắp này lên này, đấy là các bác có thể uống được luôn nhá. Đấy, hút trực tiếp được luôn. Đấy, các bác có thể hút trực tiếp vào cái đầu này luôn nhá. Ở cái đầu bé này, cái bên cái miệng bé này các bác có thể hút trực tiếp được luôn này. Đấy, còn cái bên miệng to này thì các bác có thể đổ uống. Còn các bác có thể hút trực tiếp trên cái miệng bé này, rất là ngon này. Nắp đậy của nó rất là ngon này. Đấy. Thì cái lô này nó sẽ cải tiến hơn một chút là nó sẽ là hút trực tiếp luôn, chứ cái đầu vòi của nó sẽ không đẩy lên nữa. Mà các bác cứ hút cái bên miệng bé này cho em này. Đấy, hút cái vòi bé này. Đây các bác hút miệng trực tiếp vào cái vòi bé này là nước nó sẽ lên. Thì nó có ống dẫn đây rồi. Đó là nước sẽ lên đến tận đáy luôn. Các bác cũng không cần phải ngửa cổ lên nữa. Đấy, không cần phải ngửa cổ lên. Đấy, còn bình thường thì các bác có thể xoáy ra uống trực tiếp như này. Hàng inox 304 nhá, su 304, dày sáng bóng. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ bên ngoài thì nó là thuộc dạng là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện xám nhá. Đấy, nhám, quai sách rất tiện ích cho các bác luôn. Hàng rất đẹp, rất xịn sò. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, bình voi. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này các bác này. 160k nhá. Đấy. Giá chỉ có 160 cành cho một con bình voi như này thôi. Hàng chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là bình voi nhá. Bình voi giá của nó sẽ là 160k cho con bình voi như này các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Qua lên cho em là bơm 1 ti. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon nhá và rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Daisen của Nhật các bác này. Đấy. Và nó sẽ là con này bán bao nhiêu đấy? Nó sẽ là dòng một xi lanh này, một xi lanh nhá. Rất là tiện con này. Đấy, một xi lanh. Để đây để quay tạm. Một xi lanh rất là tiện nhá. Đấy. Hàng một xi lanh siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành cho một con 100 cành cho một cái 100 cành cho một cái bơm một ti như này. Đấy, có đầu dây kết nối với các cái đầu vòi bơm này, đầu bơm xe đạp, xe máy này, rồi dây của nó sẽ là thuộc dòng là dây dây mềm nhá. Đấy, dây vải mềm dùng cực kỳ là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bơm như này. Lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Giá sẽ là 100k trong con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Bơm 1 ti giá sẽ là 100k cho một con bơm 1 ti như này, 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dao chặt đây. Con này thì các bác lên cho em là dao G49. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là G49. Hàng thì của thương hiệu Wattbo của Nhật, cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Chất thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Nó nặng thì chỉ tầm khoảng 3-4 lạng thôi. Con này các bác dùng để vừa chặt vừa thái được không nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng rất là ok, rất đầm tay. Hàng thương hiệu Wattbo này. Đấy, Yoshikin này, Yoshikin Japan nhá. Đó. Đây. Con này thì các bác có thể dùng để mình thái chặt đều được hết nhá, hàng siêu bén luôn. Đấy, một con dao chặt mà em có thể dọc được giấy bóng như này là các bác biết cái độ bén của nó khá khủng khiếp rồi nhá. Đấy, độ bén của nó rất là bén luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao G49. Giá sẽ là một con dao G49 như này, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Hàng siêu bén luôn. Một con dao chặt nhưng mà các bác có thể dọc được giấy như này là các bác biết rồi, rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn. Đó. Lên mã giúp em là dao G49. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con dao chặt G49 như này nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá rất là tốt nhá. Lên cho em là dao G49 này, dao G49, giá sẽ là 150k nhá. 150k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọ thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đấy, nó sẽ là hình con lợn như này. Về nhà các bác chỉ cần là lấy cái nắp này ra thôi. Đấy, tháo cái nắp này ra cho em này, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu thì nó sẽ ra cho các bác cái một cái
Các bác lên mã giúp cho em là lọ thả bồn cầu lợn nhá. Giá của nó sẽ là thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy. Thả bồn cầu lợn giá sẽ là 15.000. Đó. Thì các bác lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đó. Thả bồn cầu này. Thả bồn cầu lợn giá của nó sẽ là 15k cho một cái lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy 15.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là kìm này rồi cúc tiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, về nhà các bác có thể dùng để mình sửa chữa bấm những cái cúc áo mà nó bị đứt này, hoặc là tăng cường thêm. Đấy, ở các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Lên thêm là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á. Mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm khi cúc vào. Chứ tới 30 giây nữa vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lười mang ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á. Mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm khi cúc vào. Chứ tới 30 giây nữa vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm chỉ nha khoa nhá. Các bác nên cho em là tăm chỉ nha khoa. Thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một dây như này. Một dây như này bao gồm là 3 hộp và mỗi hộp này của nó sẽ là 50 chiếc, chứ là tổng của bác mua sẽ là 150 chiếc cho 3 hộp này. Đấy, và giá thì chỉ có 20k thôi. 20.000 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa. Giá sẽ là 20.000 cho một dây. 20.000 cho một dây tăm chỉ nha khoa nhá. Đấy. Lên cho em là tăm chỉ nha khoa này. Tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa. 20k trên một dây nhá. 20.000 trên một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp, mỗi hộp 50 chiếc, tổng sẽ các bác sẽ có là 150 chiếc cho một dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động của Nhật nhá. Ô dù tự động. Đấy, ô dù tự động đây. Và nó sẽ là một cái dòng ô rất là dày dẫn chắc chắn, nan của nó là nan thép nhá, khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái con ô như này và nó sẽ là dòng tự động hết nhá. Đây, bật ra này, mở ra nó sẽ tự động này các bác này. Đấy. Nan của nó sẽ là nan kép. Đấy. Và có 10 nan, đường kính là 1 mét. Vải của nó sẽ là thuộc cái lớp vải gọi là nước đổ đầu vịt nhá. Vải tráng bóng, nước đổ đầu vịt, chống tia UV. Đó, chống tia UV cực kỳ tốt luôn, ngăn tia UV không xuyên vào làn da của chúng ta nhá. Đó. Và rất là nhanh khô. Vải nước đổ đầu vịt rất là nhanh khô. Và khi ấn xuống thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ xuống này. Đấy. Lưu ý các bác là cái này là ô tự động, cho nên các bác không thể dùng như những cái ô truyền thống là các bác dùng bằng tay, mà các bác phải dùng bóp như này nhá. Bóp này cho nó ra này. Đấy, và khi cho xuống thì các bác nhấn cái nút này cho em này. Đấy, nhấn này thì nó sẽ thu vào này. Đấy. Và các bác chỉ cần ấn nó ngắn lại là xong. Khi mở ra thì các bác bấm này cho em này. Đấy, và khi thu vào thì các bác cũng nhấn nút này nó thu vào này. Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái ô như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đấy, khi cho vào thì các bác chỉ cần xoắn này là nó sẽ vào. Rất là gọn gàng luôn nhá. Rất gọn gàng luôn. Đấy. Nét Sony luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá. Đấy, ô dù Nhật. Lên tem là ô dù Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này thôi. 80k nhá. Đấy, cho vào nó rất là gọn luôn. Đấy, lên tem là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Ô dù Nhật này, đó. Ô dù Nhật giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một chiếc ô dù Nhật như này. Rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Và giá rất là tốt nhá. 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k
và bao ship giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét quá. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét quá nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion cũng nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá. Sập vào đây cho em này. Đó. Phương. Đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này. Các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó, sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé. Cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đó. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa. Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không?
có tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bạn này. Đó, đây có tuyết này các bạn này. Đó, thì có tuyết nó sẽ ra như này đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá, máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì chỉ có 350.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Các bác cứ đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ xem cố gắng mua đủ cho em 200 là ok. Rất là đơn giản như đan rổ thôi các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho các bác một cái mẫu gạt tàn con cóc. Mẫu này thì các bác lên cho em là cóc con nhá. Đấy, một cái mẫu cóc rất là mới này. Con này thì quá là nhiều tiền vàng luôn các bác này. Đấy, tiền vàng ngập tràn luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, toàn là các cái đồng tiền đây, một con cóc như này. Đấy, một con cóc ba chân như này rất là đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em là cóc con nhá. Cóc con, giá thì sẽ là 185.000 nhá. 185.000 cho con cóc con như này. Đó, 185.000 cho con cóc con như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cóc con này. Cóc con. Giá của nó sẽ là 185k nhá. 185k. Cho một con cóc con như này nhá. Hàng thì bằng hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là dùng để trưng bày rất là đẹp này. Đấy, nó sẽ là hình một cái lư như này rất là đẹp này. Bên trên toàn tiền vàng không hết, hợp kim mạ đồng bao đẹp, bao bền màu, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn. Con này các bác có thể bảo hành cho bác 5 năm về độ giữ màu luôn. Đấy, không bị xỉn màu, không mất màu nhá, nguyên vẹn màu như này. Hợp kim mạ đồng có tới cho các bác là tới 20% đồng luôn nhá, 20% đồng luôn, rất đẹp, rất chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái con dao vân gỗ nhá. Các bác lên cho em là dao vân gỗ, nó sẽ là một con dao cực kỳ chất lượng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 130.000 trong con dao vân gỗ như này thôi. Đấy, con này thì hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, đây để em thử test thử dọc dây bóng xem. Đây. Đấy, một cái dây bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được đứt là các bác biết là dao rất là bén rồi các bác nhá. Hàng này phải là hàng siêu bén luôn thì nó mới dọc được dây bóng như này các bác này. Đấy, dọc đứt dây bóng như này các bác nhá. Đấy, còn đối với dọc giấy bình thường thì nó quá là đơn giản thôi. Dọc giấy bình thường thì không phải bàn được các bác nhá. Hàng siêu bén và siêu chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là dao vân gỗ nhá. Hàng của thương hiệu Seki Made in Japan này. Đó. Seki Made in Japan cho các bác nhá. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, bo đít này, bo đít bo đầu như này. Hàng đẹp chất lượng, dao vân gỗ cực kỳ là bén các bác nhá. Đây. Đấy, cực kỳ là bén các bác này. Đây, dọc giấy rất là ngon luôn nhá. Rất ngon các bác này. Đấy, coi theo. Rất ngon luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Các bác lên cho em là dao vân gỗ này. Đó, dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ giá của nó sẽ là 130k trên một em nhá. 130.000 cho một em dao vân gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ nước khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì về nhà các bác mở nắp ra cho em. Mở nắp ra sau đó thì mình để vào trong tủ lạnh nhà mình ấy, để trong tủ lạnh nhà mình thì nó sẽ giúp cho các bác là khử mùi hôi tủ lạnh rất là tốt. Dung tích của nó sẽ là 200g. Đấy, thứ nhất là khử mùi tủ lạnh, thứ hai là giúp cho hoa cả đồ ăn thực phẩm luôn luôn là tươi nhá, luôn luôn là tươi và thơm ngon. Đấy, lên cho em là khử mùi tủ lạnh. Lên mã giúp cho em là khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mở nắp ra sau đó thì mình để trực tiếp vào trong cái ấy cho em. Đấy, trong cái tủ lạnh cho em. Đó. Khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi này. Khử mùi tủ lạnh. Tủ lạnh giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một em khử mùi tủ lạnh như này. Về nhà các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em là ok. Đó, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, mở nắp ra và cứ để trong tủ lạnh là nó sẽ giúp cho các bác khử mùi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái con đó là con rồng nhá. Các bác lên cho em là con rồng này. Đấy. Đây nó sẽ là một con rồng và cũng là hàng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, thì con này các bác dùng để gạt tàn rất là đẹp các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là gạt tàn con rồng nhá, gạt tàn con rồng rất là đẹp luôn. Và giá thì cũng chỉ có cho các bác là 190.000 cho một con rồng như này thôi. Đấy, lên cho em là gạt tàn này. Đấy. Gạt tàn rồng nhá, gạt tàn rồng. Giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k. Đó. Chất liệu hợp kim mạ đồng có tới 20% đồng ở đây, bảo hành màu cho các bác trong vòng 5 năm luôn.
rất chất lượng như bác, dày rất chắc chắn, đánh rơi các thứ thoải mái luôn, không lo bị gãy bị vỡ nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 trong con gà tàn rồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này thì bên shop đang bán là 130.000, đợt này về cho bác giá tốt hơn một chút, nó sẽ là 120.000 trong con đèn mang sông như này. Đó, 120.000 trong con đèn mang sông. Hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, có công tắc và điều chỉnh chiết áp tăng giảm cho các bác luôn nhá. Có công tắc điều chỉnh chiết áp tăng giảm. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà nó khá là chắc chắn luôn nhá. Đấy, một cái dòng nhựa cứng cực kỳ đẹp, chắc chắn ở trong thì nó sẽ có cho các bác là một quả pin đây. Một quả pin 18650 này, 18650. Đấy. Thì con này nó sẽ dùng sạc nhá. Dùng sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em này, cắm sạc vào. Con này thì các bác có thể dùng để trên ban thờ này, đề co trang trí này, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn này, nói chung là rất là nhiều thứ này. Đấy, sân vườn cũng được, để ngoài sân vườn được, nó có cái mái che như này thôi. Mưa thoải mái luôn các bác nhá, mưa thoải mái luôn. Đấy, chống nước cho các bác luôn nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ có các cái mặt đèn LED như này. Các bác bật lên và có thể tăng giảm độ sáng được. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Đấy thì hôm nay về cho các bác giá rất là tốt luôn, sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, về cho các bác cái giá tốt hơn một chút để các bác có thể mua cũng như là săn sale được các cái hàng, các cái mã giảm giá của bên em. Đấy, lên cho em là đèn mang sông, giá sẽ là 120.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông. Mang sông, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn đội đầu của nhá. Đấy, lên cho em là đèn wifi. Con này thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá. Hàng của Đức xuất sang Nhật đây, made in Germany. Hàng của Đức xuất Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và con này thì của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu đèn này thì bằng hợp kim này, còn phần thân thì bằng nhựa này. Ở trong của nó có hai quả pin 18650 luôn, cho nên là pin cực kỳ sáng và sáng rất là lâu nhá. Và con này có chế độ cảm biến nên các bác dùng rất là tiện này. Thì các bác dùng để ăn cơm, ăn nước này, hoặc là buôn bán thực phẩm, nói chung là các bác dùng nó rất là tiện. Cá tép các thứ mà tay chân các bác bẩn, hoặc là các bác dùng bùn đất nhá, mà không muốn là muốn tắt nhưng mà không muốn chạm vào đèn này, chỉ cần là gạt qua này cho em là tắt này, bật này, tắt này, bật này, rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật này. Đây. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, rất chất lượng cho bác luôn, hàng Đức xuất Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Đó, lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sạc rút đỏ nhá. Sạc rút đỏ, giá thì chỉ có 30.000 cho một con sạc rút đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này này. Đấy, một cái đầu sạc như này. Đấy, thì các bác có thể rút ra này, đây một đầu nữa này. Đấy. Và cái này thì về nhà các bác cắm, chiều dài của nó thì khoảng 7 đến 80 cm này. Đấy, và nó sẽ có 3 đầu nhá, có 3 đầu như này. Đấy, nó sẽ có 3 đầu như này thì các bác có thể sắm Samsung Type C và iPhone đều được hết nhá. Đấy, rất tiện dụng cho bác luôn. Đây nó sẽ có cái lẫy để các bác có thể treo lên này, rất là tiện này. Đấy, có cái lẫy để treo lên như này rất là tiện. Và các bác rút này thả nó sẽ vào này. Đấy, con này thì các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Rất là nhỏ gọn, bỏ túi không lo bị rối dây. Đấy, rất là tiện và giá chỉ có 30.000 thôi. Lên cho em là sạc rút đỏ nhá, sạc rút đỏ giá sẽ là 30.000. Đó, lên cho em là sạc rút đỏ này. Sạc rút đỏ, giá của nó sẽ là 30.000 trên một em nhá. Đấy, hàng thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. 30.000 cho một em sạc rút đỏ như này. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sạc rút đỏ, giá sẽ là 30.000, cực kỳ tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái găng tay nhá. Găng tay lao động thì bên shop về nó sẽ có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu ghi. Đấy, thì 3 màu như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Và con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ chất lượng xịn sò. Đấy, hàng của nó sẽ là dệt 4D và co giãn 4 chiều nhá. Dệt 4D co giãn 4 chiều. Dùng thì cực kỳ thoáng mát, êm ái nhá. Và các bác có thể dùng để mình viết chữ cũng được hết nhá, cầm bút viết cũng được. Đấy, lái xe, lao động, làm nghề, làm thợ. Đấy, sửa chữa xe máy, tránh bị dầu mỡ nó dính ra tay, rất là tiện luôn. Đấy, làm thợ, làm nghề. Đấy, con này thì hàng cực kỳ đẹp và chất lượng và co giãn tốt, có bi cao su như này, có bi cao su chống trơn trượt nhá. Các bác có thể cầm nắm các cái vật thoải mái luôn. Đấy, dùng nó sẽ như thật luôn nhá, như tay thật luôn, không hề có một cái sự khó chịu hay là gượng gị ở đây các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em là găng tay lao động, bên shop sẽ bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, găng tay lao động này. Đấy. Găng tay lao động nhá. Đấy thì con này thì sẽ là 5 đôi thì sẽ là bằng 40k nhá. Đấy. Và 5 đôi là 40.000 và 12 đôi. 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 12 đôi là 70.000, còn 5 đôi là 40.000 thì một bịch này là 12 đôi này, 12 đôi tức là 24 chiếc trong bịch này luôn. 24 chiếc găng tay mà giá thì chỉ có 70.000 thôi. Còn là 5 đôi là 10 chiếc thì giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp ga mini nhá. Đây nó sẽ là một con bếp ga mini nhỏ gọn đây. Đấy nó sẽ như này các bác này. Đấy bếp ga nhất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch đều được hết đây. Thì đặt lên bếp thì nó sẽ như này các bác này. Đấy hình dạng nó sẽ như này. Các bác lắp bình ga vào theo là mình đun thôi. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Và các bác có thể dùng để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch, đi dã ngoại đều được hết nhá. Các bác chỉ cần là mua thêm một cái bình ga mini nữa mang đi là xong. Đây. Đấy nó rất là nhỏ gọn như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Cái phần kết nối ga này đều bằng đồng hết nhá. Đây phần chân này. Các bác có thể để nồi to, nồi nhỏ, nồi lớn, nồi bé đều vừa hết nhá. Và khi mà để trên mặt đất như này nó rất là chắc luôn. Đấy rất vững chãi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bình ga mini như này, một cái bếp ga mini như này giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành trong con bếp ga mini nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng để mang đi đi phượt, đi du lịch thì thôi rồi luôn. Rất là chất lượng luôn nhá. Đấy. Rất chất lượng, một cái giá thì cũng khá là hợp lý cho bác. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá sẽ là 100k. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này, 100 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển cưa như này, một tay công này, và có cho các bác là ba cái đầu lưỡi nhá, ba đầu lưỡi. Các bác lắp lưỡi vào đây cho em, lắp lưỡi vào đây rất đơn giản thôi. Đấy và các bác sử dụng thôi. Thì con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Một cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 80 cành thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa này, đầu chuyển cưa giá sẽ là 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này nhá. 80.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy các bác chỉ cần lắp vào sau đó thì mình cắt này. Cắt nó rất là ngon luôn nhá, rất mượt luôn. Thì các bác có thể dùng để cắt gỗ này. Đấy. Cắt gỗ này rồi cắt sắt cũng được, nhưng mà cắt sắt thì nó cũng sẽ không ngon lắm đâu các bác nhá. Đó, chủ yếu là các bác dùng để cưa gỗ, cưa cây thôi. Cưa gỗ, cưa cây thì nó sẽ rất là tốt hơn. Và các bác lắp trực tiếp cho em vào cái đầu khoan pin hoặc là khoan điện đều được hết nhá. Đấy. Đây lắp vào như này là xong. Đấy lắp vào là cắt thôi. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đây nó sẽ làm con đồng hồ cực kỳ chất lượng này. Dây của nó sẽ là dây cao su này, có một đốc sạc nhá. Một dây cao su, một đốc sạc như này và kèm cho các bác là một con đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là dòng đa chức năng cho bác luôn nhá. Đấy có điều chỉnh giờ, có đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là rất là đầy đủ chức năng luôn. Con này thì bên em gửi cho các bác thì đa số nó sẽ là hết pin nhá. Hết pin thì về nhà các bác tự sạc pin vào cho em thôi. Giá thì chỉ có 170.000 cho một con đồng hồ điện tử như này thôi. Rất là đẹp luôn, rất nhiều màu sắc, rất là nhiều cái hiệu ứng giờ rất khác nhau. Đấy, con này lại hết pin rồi. Về nhà các bác tự sạc pin vào cho em nhé. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì các bác cứ sạc pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Con này thì bên em bảo hành cho bác lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày cho nên các bác yên tâm. Đa số khi hàng bên em gửi đến cho các bác nó sẽ là hết pin. Đấy, thi thoảng có một con lên pin thôi. Các bác nhá, còn đa số là hết pin. Hàng bảo hành cho bác luôn. Vỏ thân này bằng hợp kim hết nhá. Thân vỏ bằng hợp kim hết, các bác yên tâm sử dụng này. Đấy, đây. Này rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau cho các bác luôn nhá. Rất nhiều hiệu ứng luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Rất nhiều hiệu ứng giờ nha, rất là đẹp luôn nhá. Đó các bác thấy không? Một con đồng hồ điện tử cực kỳ là phê luôn. Đấy, có chức năng đo nhịp tim, đo huyết áp, rất nhiều hiệu ứng giờ nha. Dùng con này rất là thích các bác nhá. Đó, rất là sành điệu trẻ trung nhá. Đây. Đấy và giá thì rất hợp lý. Đây đo nhịp tim này. Đây các bác nhá, có chức năng đo nhịp tim, đo huyết áp, đo bước chạy. Đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Đây em đo nhịp tim cho bác xem nhá. Bác nào biết về cái nhịp tim thì bình luận cho em tí xem cái nhịp tim của em có ổn không các bác nhá. Đó, đây. Đấy có đo nhịp tim, đo huyết áp đấy, 75 các bác này. Đây 75 đây. Đó rất ngon lành cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, có nhịp tim, đo huyết áp, cập nhật nhiệt độ máy tính, rồi nói chung là đây, máy tính cộng trừ nhân chia đầy đủ cho các bác hết luôn nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây, đấy rất hợp lý nhá. Có giờ to, giờ nhỏ, các hiệu ứng giờ, nói chung là đeo con này cũng đẹp đấy các bác. Đấy và giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy 170.000 cho một con đồng hồ như này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k trong con đồng hồ T8 như này. Đó. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k.
giá khá hợp lý cho bác luôn, chỉ có hơn chục nghìn cho con đồng hồ, hơn trăm nghìn cho con đồng hồ này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là này, bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là khoảng 30 lưỡi nhá. Đấy, nó sẽ có cơ bản thì vào khoảng là 30 lưỡi, còn là có lô thì nó sẽ là có 35 lưỡi. Có lô là 30 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là các cái vỉ lưỡi như này này, vỉ lưỡi như này, và kèm cho các bác là một cái bàn cạo này, một bàn cạo. Đấy, một bàn cạo như này các bác nhá. Một bàn cạo, một vỉ kem như này. Đó, một hộp kem và 30 lưỡi kép nhá, 30 lưỡi kép. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là tiện này các bác này. Đấy, và cũng rất là sắc luôn đây. Đấy. Khi lắp thì em hướng dẫn các bác cách lắp luôn nhá. Các bác nhấn cái này cho em này, nhấn cái này cho nó mở cái phần lưỡi ra này, mở cái phần lưỡi ra, sau đó thì các bác ấn vào đây cho em này. Ấn sập vào đây cho em là xong. Đấy, rất đơn giản. Mà nhiều bác này bảo là lắp không lắp được thì em cũng không hiểu là các bác lắp kiểu gì đấy nhá. Đây, em hướng dẫn chi tiết luôn các bác này. Đấy, khi các bác lắp thì các bác nhấn này cho em này, nhấn cái đầu này. Đây nó có cái lẫy này, nhấn cái đầu này. Sau đó thì các bác để cái phần trắng này quay lên này, chỉ cần là ấn nhẹ này là nó sẽ vào thôi này. Đấy, thả ra này là sẽ vào thôi, nó rất đơn giản này. Đấy là nó sẽ sập lẫy vào luôn, đây các bác nhá. Đấy, thả này là sập lẫy vào thôi, rất đơn giản quá, rất dễ lắp này, xong rồi. Đấy, và hai lưỡi kép như này rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem 60.000 nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhá. Xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở cái khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ, giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này các bác này, có cánh quạt này.
Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này, combo cho bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá, con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp thế này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi cái lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này, đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu
bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi, nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304, inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt, cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống, hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được. Đựng nước lọc để trên phòng ngủ này, hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp. Nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì dòng của dòng cao su rất chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về ngập tràn các mã hàng để lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dép đi trong nhà nhá. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Cái này thì nó free size, tức là chân to chân nhỏ đều vừa hết các bác nhá. Chân to chân nhỏ đều vừa hết. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bên dưới này của nó là bằng shop này. Bên trên này của nó là một cái lớp nhung nỉ này, lớp nhung nỉ. Đấy. Thì dòng này các bác dùng để đi trong nhà nhá. Chân to chân nhỏ đều đi vừa hết, nó rất là tiện. Và màu thì nó cũng rất là đa dạng màu. Đây, đây em chân con đàn ông này mà đi cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đi rất là ok luôn. Thì nói chung là cái này các bác đi nó sẽ vừa hết nhá, chân to chân nhỏ, chân lớn chân bé đều vừa hết. Nó là dòng dép đi trong nhà, nó rất là phổ thông. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một đôi dép như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dép trong nhà nhá, dép trong nhà. Giá sẽ là 35k. 35k cho một đôi dép trong nhà này thôi. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. 35.000 trong đôi dép trong nhà như này. Thì nó cũng có một số cái màu như này, thì nói chung là nam nữ đều đi được hết nhá. Nó là dòng trong nhà, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, và rất là chắc chắn, bền bỉ, bằng nhung nỉ quá nhá. Nhung nỉ rất chắc chắn luôn. Thì các bác dùng để đi trong nhà rất là ok. 35k. Đó, 35k cho một đôi. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại này. Đấy. Đây, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đây, nó sẽ làm con giá như này. Các bác có thể nâng lên hạ xuống được này, nâng lên hạ xuống này. Đấy, và các bác cho điện thoại vào đây, kẹp cho em cái điện thoại vào đây thì mình có thể xoay này, lắc này, rồi đảo chiều. Đấy, xoay dọc, xoay ngang đều được hết nhá. Xoay dọc, xoay ngang đều được. Nó rất là tiện ích. Thì con giá đỡ điện thoại như này giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 30.000 nhá. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con giá đỡ điện thoại như này. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể kẹp điện thoại vào đây để mình sử dụng này. Tiếp theo thì ngay bên shop về cho các bác cái đèn cúc áo này. Các bác lên cho em là đèn cúc áo. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá. Hàng này thì rất là tiện dụng luôn và siêu sáng nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, các bác có thể bật lên này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Con này thì dòng này nó là dòng siêu sáng rồi, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Siêu sáng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, giá sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này. 40k nhá. 40.000 cho con đèn cúc áo này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Ổ điện xanh. Dây dài khoảng là trên 1 mét nhá, trên dưới 1 mét. Và có 6 ổ cắm, 3 ổ USB như này, và có đèn báo nhá. Cái này có đèn báo cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá. Ổ xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ổ xanh này. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một con ổ xanh như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là ổ xanh, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cuộn keo dán tôn nhá. Cuộn này thì bản là 10 phân và dài chừng khoảng 5 mét nhá. Đấy, thì bên ngoài của nó sẽ là cái lớp bạc chống nóng rất là tốt luôn, và bên trong của nó sẽ là cái lớp cao su non nhá. Các bác càng dùng lâu thời gian thì cái lớp cao su non này nó chảy ra, nó càng thấm vào trong các cái bề mặt càng tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là
keo 10 nhá, lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một quận như này. Bản của nó là 10 sen nhá, bản của nó là 10 sen. Cho nên bên em lên nó là keo 10 nhá. Keo dán tôn 10, giá của nó sẽ là 40k cho một quận như này. 40k cho một quận keo dán tôn như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá. Đấy, thuốc diệt dán. Con này thì chuyên diệt dán các bác. Đấy. Thì có lên cho em. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Đấy, nó sẽ là cái dạng viên như này. Dạng viên này coi nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên như này. 12 viên như này thì nó sẽ là các cái dạng viên như này, thì về nhà các bác có thể bỏ vào trong tủ quần áo này, tủ bếp này, rồi là các cái vị trí nào mà kiến dán, đặc biệt là dán nó hay trú ẩn nhá, thì các bác cho vào xem. Đấy, con này diệt dán cực kỳ tốt luôn, nó sẽ là dạng viên như này. Đấy, và một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì các bác, nó là dòng thuốc sinh học nhá, thuốc sinh học cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ để ở nhà là dán nó sẽ dị ứng cái mùi này là nó sẽ chết luôn. Nó thuốc sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Nó diệt cả dán mẹ, dán con này, dán tổ này, rồi trứng dán đều diệt được hết nhá. Con này thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán hàng Made in Japan của Nhật các bác nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong một hộp thuốc dán như này. Giá chỉ có 50.000 trong hộp thuốc dán này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá thì bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Đấy, miền Bắc thì đang vào mùa đông này. Đấy, và rất là lạnh các bạn, rất là lạnh. Và cái triệu chứng bị xoang thì nó lại tái phát các bạn nhá. Đấy, thì các bác xịt cái này cho em. Đó, nó xịt ra thì nó sẽ là dạng xương như này các bạn này. Đấy, rất là tốt luôn. Bác nào bị viêm xoang, viêm mũi, đau mũi, kích ứng mũi, dị ứng mũi, đặc biệt là về mùa đông như này, thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 40k. Đó, các bác lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Đó, xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 40k cho một tip như này nhá. 40.000 cho một tip xịt xoang mũi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vít như này các bác này. Đấy, ở trong này của nó thì nó sẽ có 10 đầu như này. 10 đầu như này các bác nhá. Đó, 10 đầu như này các bác này. 1 2 3 4 5 6 10 đầu vít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vít V10 nhá. Lên cho em là vít V10. Các bác cho vào đây thì mình sử dụng nó rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều. Đảo chiều này. Đấy. Có xoáy nhanh cho các bác luôn. Rất là tiện ích. Và một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái mũi vít như này nhá. 10 cái mũi vít như này, và các bác bỏ vào đây mình sử dụng thì nó rất là tiện. To nhỏ lớn bé, rồi có cả sao, cả các kiểu như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít V10 nhá. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một con vít V10 như này. Giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là vít V10 nhá. Đấy, vít V10 này. Đấy, nó bên trong nó có 10 đầu vít cho nên bên em gọi nó là V10. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. 130.000 cho một con vít V10 như này. Các bác lên cho em là vít V10, giá sẽ là 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Giá sẽ là 160.000. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bộ sản phẩm thì hàng khi các bác nhận hàng là nguyên đai nguyên kiện như này. Nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Lên cho em là Thunder A1 nhá. Thunder A1. Giá sẽ là 160k. Đó, Thunder A1 này. Giá sẽ là 160k nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 chức năng luôn. Cắt tóc này, cạo râu này, rồi tỉa lông mũi nhá. Đầy đủ cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con Thunder để cắt tóc này. Đấy. Một con Thunder được cắt tóc luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là pin ở bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy. Thunder này. Con này vừa cắt tóc vừa chấn viêm nhá, không ăn da nhá, không ăn da cho các bác luôn. Thunder để cắt tóc này, con Thunder này thì giá của nó sẽ trọn bộ sẽ là 160.000. Thứ nhất là một con Thunder bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, sẵn pin bên trong luôn. Đó. Tiếp theo là một con máy cạo râu nhá. Con này thì các bác dùng để cạo râu rất là tốt luôn con này. Đấy. Các bác dùng để mình cạo râu cho em. Đó. Buổi tối đến hoặc buổi trưa các bác ngồi xem tivi uống nước thì mình nhả nhà mình cạo cho em. Đó. Ngoài chức năng là cạo râu thì các bác có thể xoáy cái đầu cạo râu này ra. Các bác lắp cho em cái đầu của cái con tỉa lông mũi này vào. Đấy. Thì nó lại có cả chức năng tỉa lông mũi luôn. Đấy, có cái điều đầu tỉa lông mũi này nữa này. Đấy, thì bộ sản phẩm này nó sẽ là 3 trong 1 luôn nhá. 3 trong 1 luôn. Thì rất tiện ích. Cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đây, các bác dùng để tỉa lông mũi này. Cái này thì các bác tỉa lông mũi nhá. Và nó có lưỡi cắt bên trong nên tỉa nó rất là an toàn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Combo cho các bác bộ 3. Đấy, 3 món luôn, bao gồm là 3 chi tiết nhá. Đấy, cạo râu này, cắt tóc này và tỉa lông mũi này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này, chổi vệ sinh này, đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò luôn. Cạo râu, cắt tóc, tỉa lông mũi, combo 3 món như này, giá chỉ 160.000 thôi. Lên mã cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1. Giá sẽ là 160k. Đó, tông đơ A1 này. Tông đơ A1, giá sẽ là 160.000 cho con tăng đơ A1 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn thần tài nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng ban thờ này, ban thần tài, rồi dùng để mình cúng lễ dỗ chạp rất là tiện, hoặc mang ra ngoài nghĩa trang cũng rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ bật đèn lên như này và các bác gõ vào nó sẽ lên này. Đấy, gõ nó sẽ tắt, gõ sẽ lên này, và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá, rất là tiện ích luôn. Đó. À, mình dùng như này thì nó siêu an toàn luôn các bác nhá, chống cháy nổ rồi bảo vệ rất là tốt luôn. Đây, công tắc tắt đi này. Đấy, bật lên này. Bật lên thì các bác phải gõ này cho em nó mới lên nhá. Đấy. Các bác bật cho cái đèn đỏ nó lên xong gõ phát này nó lên này. Em hướng dẫn lại cách sử dụng nhá. Bật cho cái này cho cái đèn đỏ nó lên này, gõ lên này, gõ tắt này, gõ lên này, gõ tắt này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con đèn thần tài như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Con này thì rất tiện ích rồi. Bên shop bán khá là nhiều, là phải hàng vạn con rồi các bác nhá. Đó, lên cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Đèn thần tài giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài này. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc. Nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá. Nước hoa Chanel, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in France các bác nhá. Made in France. Đó, sản xuất ở Pháp, made in France đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 cho một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml. Đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy. Nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Và giá đều là 130k nhá. 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm cho anh cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết các nhá. Thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Nó là dòng nước hoa chiết. Đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá. Nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi. 20ml thôi các nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này. Nước hoa Dubai này. Dubai. Giá sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy. Rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, ở đây.
Median này, đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000 thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp. 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu nên là các bác có thể xoa lên tay như này, để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp. Nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhá. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhá, chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá.
Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn, khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên trên là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá, hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này. Chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy.
nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Thank you.
vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm khoảng giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tem là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship coi nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tem là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tem là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tem là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi các bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quay này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quay này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quay này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy các theo. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây. Đấy. Đây, em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy, em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột như này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, các bạn này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy các bạn thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô nhá, 120.000 thì con máy xay khô như này. Rồi ok. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco này thôi à? Bó đây cho anh lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là... Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in France các bác nhá. Made in France.
Đó, sản xuất ở Pháp, made in Fancy đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy, nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Và giá đều là 130k nhá. 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm trên cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết các nhá. Thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Nó là dòng nước hoa chiết. Đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá. Nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi. 20ml thôi các nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này. Nước hoa Dubai này. Dubai. Giá sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy. Rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, ở đây. Median này. Đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy, thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000 thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp. 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy, và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu nên là các bác có thể xoa lên tay như này, để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp. Nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k, 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhá. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và nên là nó rất là thơm. Đấy, đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là mài dao
ba khe nhá, mài dao ba khe. Đấy, ba khe đỏ này. Đấy, lên xem là mài dao ba khe đỏ. Hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá. Katashiwa made in Japan. Đó. Lên xem là mài ba khe đỏ nhá. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ. Cầm anh cái mài đầu bếp đây. Đấy, mài ba khe đỏ, con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Cái bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhá. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1, 2, 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy, mài dao ba khe đỏ. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi. Nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp ở bên Nhật người ta sử dụng. Đó, thì con này giá chỉ có 40 cành thôi. Nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình. Thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó, thì các bác lên cho em con này nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này, 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều. Cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40k thôi. Lên xem là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên xem là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức, hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay. Nó mất vệ sinh. Lên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ ba móng. Lên xem là bộ ba móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm ba cái này. Đấy, ba chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Ba cái như này, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy, các cái khóe tay khóe chân nó khó luôn và thì các bác dùng cái này chưa? Đấy. Để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này, rất là tiện luôn. Đó, thì nó sẽ có 3 mã. 3 mã cho một bộ như này. Bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, 3 sản phẩm như này. Và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ 3 móng Đức như này, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Winling của Đức luôn, hai hình người đây, hai hình người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này.
bao gồm cho bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm, to nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này, bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5 cái đĩa như này con này, 5 cái đĩa rất là đẹp, khá là dày dẫn luôn, rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc. Đấy, các món ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, giá chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm, đó là cái các bác, các bác lên mã giúp cho em, đó là bộ lưỡi kem nhá. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn. Đấy, cả lưỡi cả kem như này các bác. Đấy, cả lưỡi cả kem như này. Đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30, có lô 35 nhá. Đấy. Và một bàn cạo này. Đấy, một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo, một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đấy, các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k. Hello các bác nhá. Nay thì bên shop về cho các bác cái lô đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ thì bên em có một số mã đây. Thì em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đấy, em lên cho các bác một số cái mã đồng hồ của bên em. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ của thương hiệu Rolex hết rồi à? Chú lấy còn không? Đây còn con đi. Hết rồi à? Đây rồi. Đấy thì đồng hồ thương hiệu Rolex các bác nhá. Đây đồng hồ thương hiệu Rolex này. Đấy, Rolex mặt màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Mặt màu đen có đính đá màu trắng nhá. Có đính đá màu trắng rất là đẹp. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 và bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đây các bác này. Đó, có thứ nhất là có đồng hồ chạy bình thường nhá. Thứ hai là có lịch nhá, có lịch. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì lưu ý các bác là đây là đồng hồ pin nhá, chứ không phải đồng hồ cơ. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ pin thôi, chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Và hàng thì của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex đây. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Đeo vào thì các bác cảm nhận được cái độ đẹp của nó này. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, rất chất lượng. Và con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là 300k và bên em sẽ bao ship. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đồng hồ chạy bình thường thì thanh toán giúp cho em nhé. Đấy, lên xem là đồng hồ Rolex này. Đó. Đồng hồ Rolex nhá, Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 300.000 bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đấy, các bác có thể chụp màn hình lại kết bạn Zalo hoặc là đặt hàng trực tiếp cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ Longines. Con Longines này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy. Mặt thì màu trắng, bo viền vàng và cũng có đính các cái hạt đá nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng thì của thương hiệu Longines của Nhật các bác nhá. Đấy. Longines thì các bác biết rồi, nó là một trong những thương hiệu đồ nổi tiếng luôn. Đấy, và cũng là đồng hồ chạy bằng pin nhá, chạy pin. Nó cũng có lịch liếc đàng hoàng, mặt to đẹp, số rất to rõ ràng. Con này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn đây các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đeo vào thì cảm giác nó rất là nịnh tay luôn các bác nhá, rất nịnh tay luôn. Rất đẹp.
màu bạc và có đi một cái đường viền màu vàng ở giữa như này. Cái có chạy một cái đường chỉ màu vàng ở giữa như này, tạo cái điểm nhấn nhá, mình đeo vào nó rất là sang trọng không nhá, rất là sang chảnh luôn. Đó, giá thì chỉ có 250.000 thôi, 250.000 cho một con đồng hồ long zin như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ long zin, đồng hồ long zin, giá sẽ là 250.000. đó, đồng hồ long zin này, lên cho em đồng hồ long zin nhá, long zin, giá sẽ là 250k, 250k cho con đồng hồ long zin nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái đồng hồ tiếp theo, đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu SK nhá, đồng hồ của thương hiệu SK đây. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ SK, có lên cho em là đồng hồ SK 260.000 nhá, 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho các bác là cả cái nấc điều chỉnh để các bác lấy cái khung giờ đấy các bác này. Đây, đấy cái viền em xoay nó đang xoay này các bác này, rất là hay luôn nhá. Đấy, lấy cái khung giờ như nào đấy thì cái này tùy các bác điều chỉnh thôi, các bác có thể lên mạng để mình ngâm cứu thêm nhá. Đó, ngoài ra thì con này ưu điểm của nó là có cả lịch này, có cả lịch và có cả lịch và có cả ngày luôn, cả thứ luôn nhá. Đấy, hàng thì cũng là hàng của Nhật luôn nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây đấy, hàng thì của thương hiệu Orin và tên mã của nó là mã SK nhá, thì lên cho em là đồng hồ SK. Đấy, đồng hồ SK hàng của Orin. Đấy, và giá thì sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Đó, lên cho em là đồng hồ Orin này. Đó, đồng hồ Orin, giá của nó sẽ là xin lỗi các bác là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK, giá sẽ là 260k. Đó, tên mã sản phẩm của nó là mã đồng hồ SK, 260.000. Đấy, thì có 3 mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, Rolex này, Longines và SK, Rolex, Longines, SK, 3 mẫu như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi, ok.